Giữa Phượng Hành phá loạt kỷ lục vẫn chưa phải phim hot nhất. Trang 163 vừa công bố danh sách những dự án truyền hình tiêu biểu nhất của Trung Quốc ra mắt trong quý đầu tiên của năm 2024. Với những thành tích đáng nể khi lên sóng thì Giữa Phượng Hành đã xuất sắc lọt top, tuy nhiên lại không phải là top 1. Vì sao lại như vậy? Vâng, thưa quý vị, chỉ mới đây thôi thì Trang 163 đã công bố danh sách những dự án truyền hình tiêu biểu nhất của xứ Trung ra mắt trong quý 1 năm 2024. Các chuyên gia đã ra lời nhận xét làng phim Hoa ngữ trải qua một giai đoạn thành công cho ra đời nhiều tác phẩm được đông đảo khán giả đón nhận. Mặc dù thu về vô số những thành tích khủng, song với 18.914 điểm, Giữa Phượng Hành chỉ đứng vị trí số 2. Ngay khi lên sóng, phim đã thu hút đông đảo khán giả và đạt thành tích ấn tượng tại hàng loạt bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tại CBiz. Tác phẩm cũng phá kỷ lục rating của Mango TV. Tuy có khởi đầu đầy hứa hẹn, Giữa Phượng Hành bị nhận xét là bị mất sức hút vì một số lỗi về trang phục và kịch bản. Bỏ qua điều này thì phim nhìn chung đã hoàn thành vai trò và sứ mệnh của mình, đặc biệt là khi cho cặp đôi nam nữ chính ở sở kiều chuyện tái hợp, đúng không nào? Về nội dung của Giữa Phượng Hành được tóm tắt như sau. Thần từ thời thượng cổ chẳng còn ai, trên thế gian chỉ còn lại vị thần quân cuối cùng là Hành Chỉ, Lâm Canh Tân thủ vai. Thiên hạ đồn đại rằng vị thần quân này mấy vạn năm qua sống một mình ở thiên ngoại thiên, không có tình cảm cũng không có mong cầu. Từ sau trận chiến tiên ma, Hành Chỉ lấy sức mình ngăn cơn sóng dữ, từ đó trở đi đã ở ẩn, không tiếp xúc với ai. Nhiều cho năm trôi qua, ma giới nữ vương Ngậm Trêu Ngọc sinh ra Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận, vừa tròn sinh nhật ngàn tuổi thì bị một cuộc hôn nhân chính trị trói buộc. Nàng Ben bỏ trốn, trên đường đi, Thẩm Ly bị tác động vật lý trở về nguyên thân Phượng Hoàng, rơi xuống nhân gian. Bị trọng thương, hôn mê, người bán hàng rong dưới nhân gian coi nàng như con gà béo, vắt hết lông, nhốt vào lồng mang đi bán. Lúc tỉnh lại thì thấy tình cảnh của bản thân, nàng vừa giận vừa bất lực không có cách nào. Lúc này, một nam tử bạch y thanh tú đi ngang qua đã mua nàng về nhà để rồi vận mệnh của cả hai cùng thay đổi. Vị trí đầu bảng trong top 5 bộ phim Trung hay nhất quý 1 năm 2024 thuộc về Phồn Hoa. Đây là dự án truyền hình đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Kim Vũ Trừng, kể về hành trình cuộc đời từ chàng trai trẻ tay trắng đến tỷ phú của A Bảo là Hồ Ca và mối quan hệ của anh với 4 người phụ nữ xinh đẹp. Bên cạnh Hồ Ca thì phim có dàn mỹ nhân mỗi người một vẻ, bao gồm Tân Chỉ Lôi, Mai Lợi, Đừng Yên. Và đáng nói nha, tác phẩm sau đó liên tiếp xô đổ những kỷ lục về rating và được nhiều người đánh giá là phim hay nhất dịp đầu năm này. Theo Trang 163, chỉ số nổi tiếng của Phồn Hoa đạt 19.603 điểm. Thành công của dự án cũng giúp cho hàng loạt ngôi sao của phim như Đừng Yên, Tân Chỉ Lôi vực lại sự nghiệp đang có dấu hiệu đi xuống của mình. Phồn Hoa có sự độc đáo khi sử dụng phương ngữ là tiếng địa phương trong phim. Các diễn viên trong đoàn làm phim đã phải tham gia những khóa học đào tạo với giáo viên dạy tiếng Thượng Hải. Đừng Yên cho biết đây là lần đầu tiên cô sử dụng tiếng Thượng Hải để đóng phim. Trong khi đó, nam diễn viên Hồ Ca nhận xét, phương ngữ có quan hệ mật thiết với văn hóa, lịch sử của một địa phương, tính cách con người cũng có liên quan. Xem vị trí thứ 3 là dự án Nam Lai Bắc Vãng do Bạch Kính Đỉnh và Kim Thần đóng với 18.706 điểm. Sau khi phát sóng thì dự án vượt hơn 1 tỷ lượt xem và phá kỷ lục của Cuồng Phong để trở thành dự án có rating cao nhất mọi thời đại trên đài CCTV8. Nam Lai Bắc Vãng kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Uông Tân do Bạch Kính Đỉnh thủ vai, một công nhân phụ trách an ninh, đường sắt và Mã Khôi do Đình Dũng Đại đảm nhận, một cựu cảnh sát đường sắt. Uông Bân hiểu lầm Mã Khôi là kẻ xấu trên tàu nên truy bắt, dẫn đến cuộc gặp gỡ giờ khóc giờ cười của hai thầy trò. Sau đó, nhờ Mã Khôi chỉ dạy thì Uông Tân dần dần trưởng thành và phát triển hơn. Trong phim, Bạch Kính Đỉnh có tuyến tình cảm với nữ chính Kim Thần, thủ vai con gái của cựu cảnh sát đường sắt Mã Khôi. Cả hai được nhận xét là đẹp đôi và diễn xuất tốt. Với 18.586 điểm thì Hoa Gian Lệnh của Cúc Tịnh Y và Lưu Ngọc Nghĩa đóng chính xếp ở vị trí thứ tư. Đáng nói là trước khi lên sóng thì dự án này không hề được quảng bá rầm rộ, tuy nhiên lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt sau đó. Phim phá mốc 10.000 nhiệt độ trên nền tảng Youku trở thành tác phẩm đầu tiên trong năm đạt được thành tích này. Một dự án của Vương Nhất Bát cũng lọt top 5 dự án hay nhất quý 1 năm 2024, đó chính là Truy Phong Giả với 18.377 điểm. Bộ phim ghi điểm với kịch bản chặt chẽ và đầy hấp dẫn. Đặc biệt là màn thể hiện của nam chính Vương Nhất Bát cũng được đánh giá là có nhiều tiến bộ so với những bộ phim trước đây mà anh từng tham gia. Vậy thì bạn nghĩ sao về top 5 dự án mà iBiz vừa kể trên? Hãy chia sẻ quan điểm và cảm nhận của mình để chúng tôi được biết nha!